Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Từ 54 tuổi trở đi, đến thời đổi vận, qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, phú quý, hậu vận an nhàn, viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời. Thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học tiết lộ, thì từ 54 tuổi, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ chực chuẩn bị giáng xuống đầu. Tuy nhiên cũng sẽ có được rất nhiều những cơ hội vàng, nếu nắm bắt được thì quý bản mệnh sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Nhờ đó mà tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy cơ hội vàng đó là gì? Vận trình của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ 54 tuổi trở đi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, thì tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học. Duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm, đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh, họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác, thì Nhâm Tý tang đố mộc có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nhìn chung, vận số tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài, vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường, chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành sự có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc,
Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách quan phí. Trong mắt mọi người, nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người. Dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn, mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết, nên được rất nhiều người kính trọng nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình. Nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, chúng ta có thể ví đời người như một dòng chảy. Một dòng chảy sẽ có lúc phẳng lặng, nhẹ nhàng, cũng có lúc nổi lên những cơn sóng dữ. Mỗi giai đoạn trong đời người sẽ gắn với những sự kiện khác nhau. Ngay sau đây, xin mời quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý 1972 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm về diễn biến tổng quan từng giai đoạn. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Nhâm Tý từ 54 tuổi đến năm 83 tuổi. Từ năm 54 đến 55 tuổi, bản mệnh không nên đi xa và hợp tác làm ăn lớn, bổn mệnh cũng suy yếu. Năm 55 tuổi gặp hạng Sao La Hầu cùng với hạng Tam Kheo, cần cẩn trọng trong mọi việc và bản thân cũng có nhiều điều bất an. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, trải qua năm 55 tuổi, 2 năm tiếp theo sẽ được yên tĩnh hơn và không có nhiều lo lắng. Tuy nhiên, cần đề phòng tháng 8, 9, 10. Sang năm 58 tuổi, gia đạo không vững và bản thân cũng không chắc chắn, có thể gặp tai họa lớn. Bước sang 59 tuổi và 60 tuổi, tình cảm vượng phát và con cháu đầy đủ. Nếu sống thiện tâm và cầu phúc cầu đức, còn có thể tăng niên kỷ cho bản thân. Từ năm 60 tuổi đến 70 tuổi là giai đoạn cuộc sống của nam mệnh Nhâm Tý trở nên an nhàn hơn. Dù có gặp phải một số khó khăn và thử thách, nam mệnh Nhâm Tý vẫn vượt qua mọi điều một cách nhẹ nhàng. Điều quan trọng là bản mệnh có phúc đức về phần con cháu, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Khi bước sang tuổi 71 đến 83, nam mệnh Nhâm Tý sẽ được hưởng kết quả mỹ mãn sau những năm lao đao và bôn ba cho công danh, sự nghiệp cũng như xây dựng mối quan hệ. Cuộc sống của nam Nhâm Tý sẽ trở nên an nhàn và vui sướng hơn. Dù có đau bệnh nhưng nếu biết cách tu bổ sức khỏe, bản mệnh sẽ được quý nhân phù trợ và vượt qua mọi khó khăn. Vừa rồi là những luận giải tử vi về diễn biến từ giai đoạn cuộc đời của bản mệnh nam mệnh tuổi Nhâm Tý. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với diễn biến tổng quan từng giai đoạn của cuộc đời nữ mệnh tuổi Nhâm Tý, từ 54 tuổi đến năm 83 tuổi. Từ năm 54 tuổi đến năm 55 tuổi. Trong giai đoạn này, nữ mệnh Nhâm Tý cần phải chăm sóc và quan tâm nhiều hơn đến gia đình, đặc biệt là con cái, có thể xuất hiện những khó khăn trong gia đình. Do đó, nữ Nhâm Tý cần phải thông minh để giải quyết mọi vấn đề và tạo ra môi trường hòa thuận, vui vẻ để gia đình được hạnh phúc. Từ năm 56 đến 60 tuổi. Năm 56 tuổi, cả tình duyên lẫn tài lộc đều tốt đẹp. Sang tuổi 57 có nhiều triển vọng để phát triển sự nghiệp. Mặc dù có thể gặp phải chút bệnh tật, nhưng nói chung mọi thứ sẽ thành công. Năm 58 tuổi sẽ khá bình thường và tài lộc cũng sẽ phát triển. Tuy nhiên, khi đến 59 và 60 tuổi có thể gặp vài tuổi xung kỵ, nên cần phải cẩn trọng. Từ 61 tuổi đến 65 tuổi.
năm 61 tuổi có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nghề nghiệp và cuộc sống. Năm 62 và 63 tuổi cuộc sống sẽ an vui, không phải lo lắng về con cái. Năm 64 và 65 tuổi, gia đạo sẽ yên ấm và những khúc mắc nhỏ cũng sẽ được hóa giải. Từ 66 đến 70 tuổi, đây là giai đoạn mà nữ nhâm tý có thể sống an nhàn và nhìn lại quãng đời đã qua để hãnh diện với những thành tích đã đạt được. Con cái cũng sẽ có một cuộc sống khá giả hoặc đã tự lập. Từ 71 đến 83 tuổi, kết quả mỹ mãn sau những năm nhâm tý lao đao, vất vả cho sự nghiệp. Bây giờ là lúc nhâm tý được hưởng an nhàn và vui sướng về trí não, cũng như thanh nhàn về mặt vật chất. Những năm này không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời. Nếu bản mệnh biết cách chăm sóc sức khỏe, bản mệnh sẽ được quý nhân phù trợ tai qua nạn khỏi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi trọn đời dự báo, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Nhâm Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng. Càng khó khăn họ càng tỏa sáng, đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Cụ thể trong công việc, tuổi Nhâm Tý luôn làm tốt trách nhiệm được giao. Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày này họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, con giáp này là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Một tính cách khác của người tuổi này là sau khi xác định được mục tiêu, nhất là mục tiêu kiếm tiền, thì họ thường cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà không biết mệt mỏi. Tính cách này của họ khiến họ luôn đạt được những mục tiêu của mình. Theo tử vi cho thấy, thì người tuổi Nhâm Tý có số làm quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán, có số phát đạt, tài vận sáng lạng, có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý biết cách chớp lấy cơ hội, linh hoạt như những chú chuột, vì thế sự nghiệp sẽ rất thành công. Sở trường của họ là vạch ra kế hoạch, với bản tính lanh lợi, nên khả năng ngoại giao được xem là đỉnh nhất của người tuổi Nhâm Tý. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý họ lại rất bảo thủ, cố chấp và hay chủ quan, thêm bản tính nóng nảy, hay đa nghi, vì thế đôi khi làm hỏng đại sự. Trong công việc khi gặp khó khăn, thì tuổi Nhâm Tý nên bình tĩnh, không được phán đoán theo cảm tính, luôn kiên trì, không được nóng vội nếu không sẽ hỏng việc. Thời trẻ tuy có nhiều khó khăn, nhưng từ 54 tuổi là thời điểm vàng để con giáp này bứt phá và đạt được nhiều thắng lợi lớn. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất, thì cuộc sống của Nhâm Tý mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Lúc này họ cũng đã vững vàng hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều may mắn, thành công cũng nhiều hơn. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Nhìn chung, vì bản tính thông minh, lanh lợi và có ý chí cầu tiến, nên sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý vô cùng sáng sủa. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi trọn đời cho thấy, từ 54 tuổi Nhâm Tý được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng. Tử vi tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc. Khả năng quản lý tài chính tốt, có điều do dễ mềm lòng, nên tuổi Nhâm Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá. Do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích góp tiết kiệm mà nên, từ 54 tuổi cần lên kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả, để tiền kiếm được nhiều hơn mà vẫn an toàn. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nhờ tài khí ủng hộ mà người làm kinh doanh cũng được hưởng các trí từ giai đoạn này. Làm ăn thuận lợi, càng cố gắng càng được lộc, tiền bạc cũng tăng theo thời gian. Cứ chăm chỉ và đi theo con đường chính ngạch thì sự giàu có sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song vẫn có hung tinh xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư.
kinh doanh, có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối. Nhìn chung, từ 54 tuổi trở đi, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sẽ hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két, hậu vận tài lộc tấn phát, tích góp được gia sản lớn lao, về già hưởng vinh hoa phú quý. Về phương diện sức khỏe, đối với Nhâm Tý 1972, điều cần chú ý nhất từ 54 tuổi trở đi là về sức khỏe. Sự ảnh hưởng của các hung tinh sẽ gây ra tác hại lớn và sẽ mang đến cho con người bệnh tật, tai họa, chết chóc và các yếu tố bất lợi khác. Vì vậy tuổi Nhâm Tý không nên chỉ tập trung làm việc chăm chỉ trong năm 54 tuổi, mà hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân. Ngay cả khi không có triệu chứng gì cũng phải đi khám sức khỏe toàn diện để đề phòng các vấn đề. Bạn nên thận trọng trong sinh hoạt, dù đi du lịch, đi công tác hay đi phương tiện giao thông, bạn nên hết sức cẩn thận khi tiếp xúc gần với người lạ. Ở tuổi này, các anh chị Nhâm Tý nên nhớ rằng tiền bạc không làm ra được, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khoảng thời gian này, Nhâm Tý nên chú ý đến giữ gìn sức khỏe. Chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, thì cơ thể sẽ có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng nên hạn chế tụ tập liên quan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo, đường tình cảm của tuổi Nhâm Tý từ 54 tuổi trở đi vẫn giữ được ổn định. Có lẽ do tính cách tuổi Nhâm Tý họ không có quá nhiều chủ đề chung với bạn đời và cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Ngoài ra, nam giới sẽ dành phần lớn thời gian và sức lực cho công việc và dạy dỗ con cái, cũng phần nào giảm bớt sự giao tiếp với một nửa của mình. Vì thế, cuộc sống sẽ rất dễ nhàm chán. Mặt khác, những yêu cầu khắt khe của người tuổi Nhâm Tý đối với con cái cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí gia đình. Khuyên anh chị lúc này nên bình tĩnh, dù sao cũng nên giữ cho gia đình hòa thuận, yên ấm, nếu không sẽ không giúp ích gì cho tài lộc. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Tý 1972, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân. Dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng thiếu chi. Người này được hưởng phúc lộc, tổ tông phúc ấm, mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn, của để. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lo sợ trong lòng, cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành danh, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người này có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương quả để lại không nhiều. Anh em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 3 âm lịch.
Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người này hay gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc rượu thịt, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia, người này nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, sự gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục xuống tóc đi tu. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người này có số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không dồi dào, cuộc đời bôn ba, vất vả, không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu nên hung hiểm trùng trùng. May thay có xuân phong quá vũ, gió xuân quá thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người này tuy vận số không được tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phối mẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành. Số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người này có số bôn ba, vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn. Người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ. Hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy rằng vất vả nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí dượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người này cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, xởi lợi, phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công. Không gặp đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh tại cát của người tuổi Nhâm Tý. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ,
mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc, rất khó thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Vận mệnh của người này cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ nghiệp phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân dưỡng dẫn sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ, người này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp, vợ chồng, con cái yêu thương nhau nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên. Không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều, người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, phận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi, người này khá ít nói, tính cách có phần quỷ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mạnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương quân, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, ngũ quốc thu hoạch nhập hết, vì khó khắp chốn không còn lương thảo, chim chóc khó kiếm miếng ăn. Người này thường hay dựa dẫm ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng có ý chí nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện cuộc sống có phần bấp bênh. Không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền cũng không biết để cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió, người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp đỡ được nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc con trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời của người này không có đại nạn, sự nghiệp dưỡng phát, thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng chạp, rơi vào tiết tiểu hàng trong năm, thời điểm mà người người, nhà nhà chuẩn bị cơm, thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên, để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp.
tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục dị. Nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư dả hơn cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khỉ có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó chưa chắc con người đã bị kịp. Ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý. Bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng rồng phong thủy. Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc quá sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, dược vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.